Chào mọi người, welcome to Phoenix Nest. Hôm nay là 30 Tết rồi, Happy New Year, chúc mừng năm mới mọi người. À, hôm nay mọi người cùng gia đình Phoenix đi chùa nha. Ok, let's go. Mặc áo già hết nè, hôm nay, năm nay ở Cali hơi lạnh. Mọi người thấy Kaden áo dài dễ thương không nè? Hi, say hi. Matching with Dada. Ok. Chùa này rất là to và đẹp. Nhìn nè. Ok. Bây giờ tới màn chụp hình. Mình sẽ đi cúng chùa một chút xíu rồi chụp hình rồi đi vô trong chùa tiệc chứ trong đây giống như là chùa có mấy cái cột vạn Phật bên kia có và phía trong hai cột nữa rất là nhiều Phật tử nhân dân ấn tượng ở trong. Thank you.
not gonna open it. You're not gonna open. We're not gonna open this. Okay. Just to give you a heads up. Xong một ngày 30 Tết, bây giờ mình sẽ về nhà để cúng giao thừa, mua đồ ăn chay nhiều lắm, rồi còn nấu đồ nữa. Ok, hẹn mọi người ở nhà nha. Mình đã về và đã đang cúng. Mọi người coi cái bàn cúng của mình nha. Cái này là mình không phải là giỏi, mình không có biết làm gì hết, cho nên có gì làm đại thôi. À, đồ chay, bánh tét mặn, nhưng mà trái cây, đồ bánh chưng là chay hết. Còn đồ mặn ngày mai mùng 1 mới cúng. Đây, bàn thờ Phật ở trên, dưới là Đa Đà Ba mình tủ sách. And đây, đó, trái cây, bánh chưng, bánh tét và 2 ly chè. Chị em mình mới đốt nhang xong. Hết nhang là mình dẹp lên để cho hai con điều nó không có quậy. Quýt là tiền nha, cho nên có nhiều quýt mình lấy cả hết. Mông sẽ thơm, dưa hấu, táo. Vậy là xong ngày 30 Tết. Kong Hi Pa Choi, Happy New Year everybody. Chúc mừng năm mới, chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe, tấn tài tấn lộc, làm ăn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Ok, thank you. Happy New Year.